Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cái con máy C-Fly 5 mọi người nhé. Xong là mình sẽ test cái độ cao nó như thế nào, còn cái độ bay tầm xa thì ngày mai mình sẽ làm cái video mình test cho mọi người nhé. Rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng mình theo dõi nhé. Bắt máy này. Test Flycam Z-Fly 5 trong điều kiện trời mưa gió. Trời đang mưa phùn rồi anh em ạ, nó đang bị sương. Hello camera. Yeah. Đây. Nhưng bạn đó. Lia ơi. Đi chỗ kia. Mày làm thêm. Mày đi làm đi mày. Mày đi nữa. Thằng Hiếu. Ừ. Controller đây đúng không? Ok rồi. Đưa. Đưa nó lên nhé, yeah, vinh lắm. Mình nè. Ông mày. Ô kìa mút. Bình chút mà. Bình này mi rồi mút rồi. Mình sẽ bắt đầu bay nha anh em nhá. Quay cho. Quay đồng phút rồi. Giờ mình sẽ cho nó ổn định đi ra với mọi người nhá. Mình sẽ bắt đầu mình test nha anh em nhé. Bố cho con tèm mút cho em ấy. Bà ơi. Tương mi bằng. Bùi mi. Đây là đồng ruộng ở dưới này anh em nhé. Hình ảnh nó cũng đang ok đấy anh em. Giờ độ cao đang là 19m anh em, 20m anh em nhé. Anh em có thể ngắm cảnh được đấy. Giờ mình sẽ cho cam nó check xuống nha anh em nhé. Đây cảnh ở dưới này cũng rất là đẹp rồi anh em ạ. Cũng ok tạm tạm anh em. Hiện tại nó đang đi được 190m rồi anh em ạ. Hơn 200m nữa anh em nhé. Ta phết nhỉ, kìa. Giờ mình sẽ ngoắc camera nó lại nha anh em nhé. Cho nó xì xuống xem cảnh dưới này đẹp không. Rất là đẹp anh em ạ. Đang ở trên này. Cũng ok đấy nhỉ.
Đây gọi là đang test tầm xa rồi anh em ạ. Bây giờ là 245m mình sẽ bắt đầu mình cần lên anh em nhé. Pin thì hiện tại vẫn là 100. Cũng rất là đẹp anh em ạ. Rồi, kia kìa. Được 300m rồi anh em ơi. Mình sẽ cho nó cao lên một chút nữa anh em nhé. Còn nhìn thấy. Thấy không? Chú nhìn thấy không? Kìa kìa. Đó. Video đâu có quay. Đó. Mình sẽ cho bắt đầu cho nó đi tiếp anh em nhé. Hiện tại là 334m rồi. Sao 407m rồi, hình ảnh vẫn truyền về rất là ok anh em ạ. Chỗ này là đâu nhỉ? Để mình móc ra xem. Chỗ này vẫn là đội 4 à? Không phải đâu. Sao phớt được cái gì nữa nhỉ? 420m anh em ạ. Hình ảnh truyền về vẫn rất là mượt. Đâu nhỉ? Không nhìn thấy luôn. Giờ mình không nhìn thấy máy ở đâu luôn anh em ạ. Mình sẽ di con tour home về nha anh em nhé. Mong lơ. Nhờ lô vô quýt chà. Nhìn nó mê quá. Nè là. Hiện tại nó đang về anh em ạ. Hiện tại thì máy đang về anh em ạ. 360 rồi. Có mình không dám bay xa anh em ạ. Nó đang về đây. Không nhìn thấy máy luôn. Nó đi rất là xa, nó đến tầm dưới này. Nước áo quá. Vâng. Xong rồi nhà có em. Chị phải mất tác cố nghe nào. Nghe tiếng không chứ? Tác này. Tác tác ở trên kia kìa. Tạc loa luôn. Đấy anh em ạ, rất là xa luôn. Hình ảnh truyền về rất là mượt nha anh em nhé. Mình đang dì Tân Tư Hôm nó về anh em ạ. Đang dì Tân Tư Hôm về anh em nhé. Hình ảnh rất là mượt, chất luôn. Máy nó đến chất này đó anh em ạ. Cắm này quay lên. Mình đang dì Tân Tư Hôm nha anh em nhé. Cũng nghiêng đâu. Mình bay được có 5 phút thôi anh em ạ. Tránh ra nha, lùi tiếp 3 miếng. Đi tận đằng kia đây. Kia kìa. Cầm cái cục quay. Sao bên này. Mắt lên này, ạc vai chị em. Anh ạc hàm anh. Máy về cũng đang rất là anh em ạ. Không biết nó có đúng vị trí của nó không. Cho nó xác định cái vị trí xem nào. Cách xa đường này nó cách xa quá rồi anh em ạ. Ô nào mình đứng này hả? Bọn mình đang đây anh em nhá. Thì nước ấu bỏ này. Đó là ok này. Rồi bây giờ mình đang nổ cơm càng. Mình sẽ cho nó xuống nha anh em. Quay cho ông cái nhỉ. Tắt máy đi, video mình kết thúc ở đây nha anh em nhé. Mình đã bay được hơn 400m rồi đấy.